kính chào quý vị trân trọng kính mời quý vị nghe một bút ký với tựa đề ngày tàn cuộc chiến tác giả lê lộ đức hai câu thơ của lính dù lê lộ đức buông tay súng mà máu trào thành lệ lệ tuôn trào lệ biển cả mênh mông sau khi chiếm được Phước Long ngày 6 tháng 1 năm 1975. Quân Cộng sản tiếp tục xua quân đánh chiếm 30 thuật ngày 10 tháng 3 cùng năm đó. Rõ ràng đánh Phước Long là chủ đích Cộng sản nhằm thăm dò phản ứng của Mỹ. Khi thấy Mỹ bất động, lại còn cắt giảm viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Cộng sản thấy thời cơ đã tới, làm tới luôn. Thế là bọn chúng mở đầu chiến dịch tổng tấn công miền Nam bằng trận đánh lớn kế tiếp là Ban Mê Thuật. Mặc dù đứng trước tình hình căng thẳng, ngày càng nặng nề, nhưng mọi cuộc hành quân của Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù vẫn hoạt động bình thường. Theo lệnh của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3, Đại tá Phan Văn Huấn đã cho rút khẩn cấp Bộ Chỉ huy nhẹ của Trung tá Nguyễn Văn Lân từ Tây Ninh về lại căn cứ hành quân suối máu Biên Hòa chỉ để lại biệt đội 813 xung kích do Trung úy lại đình hợi là biệt đội trưởng nhằm tăng cường phòng thủ cho chiến trường Tây Ninh. Điều động bộ chỉ huy 3 chiến thuật của Thiếu tá Phạm Châu Tài gồm 3 biệt đội 811, 817 và 818 đến tăng cường phòng thủ và bảo vệ bộ tổng tham mưu. Tiểu đoạn A Căn cứ hành quân suối máu Biên Hòa Tại căn cứ hành quân suối máu Biên Hòa, Bộ Chỉ huy Liên đoàn cho Đại tá Phan Văn Huấn Chỉ huy và hai Bộ Chỉ huy Chiến thuật 1 và 2 với quân số các biệt đội tổng cộng lên tới 2.000 binh sĩ tất cả bố phòng nghiêm ngặt ở mặt bắc phi trường Biên Hòa sẵn sàng chiến đấu. Các toán thám sát vẫn được thả vào chiến khu D để do thám, thu nhặt tin tức các hoạt động của địch. Trưa ngày 28 tháng 4, Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3, họp tất cả chỉ huy trưởng, đơn vị trưởng, các đơn vị đăng đồn trú ở địa phương. Trong buổi họp, Trung tướng Nguyễn Văn Toàn thông báo tình hình quân sự tuyệt vọng ở quân khu 3 và ra lệnh tất cả các đơn vị rút về phòng tuyến mới dọc theo trên xa lộ Đại Hàn Thủ Đức để bảo vệ thủ đô Sài Gòn. Riêng Liên đoàn 81 biệt cách dù sẽ là đơn vị rút cuối cùng có nhiệm vụ bảo vệ cầu Biên Hòa trên quốc lộ 1 gần ngã ba đường đi vào núi Bửu Long để toàn bộ binh sĩ rút qua khỏi cầu này được an toàn cũng trong ngày hôm ấy bộ tổng tham mưu hầu như đã có kế hoạch cho trực thăng đến các căn cứ tiền đồn đón các cấp chỉ huy di tản ra khỏi việt nam riêng đối với đại tá huấn thì ông đã từng tuyên bố khẳng định tôi có vợ và tám con tôi có thể bỏ lại gia đình nhưng không thể bỏ lại hai ngàn chiến sĩ của tôi để mà ra đi trong hoàn cảnh như thế này được. Và Đại tá Huấn đã ở lại với binh sĩ của ông cho đến giây phút cuối cùng khi có lệnh buông súng đầu hàng của tân Tổng thống Dương Văn Minh, Tổng tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc đó. Ngay trong đêm 28 tháng 4, Đại tá Phan Văn Huấn ra lệnh biệt đội 812 đến canh giữ cầu Biên Hòa nhằm ngăn trận đường tiến quân của giặc cộng, không cho bọn chúng phá sập. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ liên đoàn rời khỏi căn cứ hành quân suối máu. Khi đoàn quân vừa rút qua khỏi cầu, thì cũng vào lúc đó, qua lần sóng Đài Phát Thanh Sài Gòn, đã nghe được lệnh của tân Thủ tướng Vũ Văn Mẫu Người vừa lên thay thế cho ông Trần Thiện Khiêm đã đào thoát sang Đài Loan, yêu cầu toàn thể người Mỹ phải cấp tốc rút ra khỏi miền Nam Việt Nam trong vòng 24 giờ. Tin tức này đã gây hoang mang không ít đến tinh thần chiến đấu của binh sĩ. Đoàn quân biệt cách nhảy dù, tuần tự các biệt đội đã được phân định từ từ di chuyển trên Quốc lộ 1 hướng về sài gòn đến gần xế chiều khi cánh quân vừa đến tân vạn thì trời sập tối mặc dù đang đứng trước tình hình bi đát đại tá phan văn huấn liên tục dùng máy truyền tin liên lạc nhiều nơi từ bộ tư lệnh quân đoàn ba tới bộ tổng tham mưu và hầu hết các đơn vị bạn ở địa phương nhưng hoàn toàn im lặng vô tuyến không một ai phản hồi. Như rắn mất đầu, đại tá Huấn buộc phải ra lệnh cho bộ chỉ huy và các biệt đội rút vào đóng quân qua đêm trong rừng Cù Mi, chờ lệnh thượng cấp. Suốt đêm lặng lẽ trôi qua, vẫn chẳng có một tín hiệu liên lạc khả quan nào cả. Đến sáng ngày 30 tháng 4, Đại tướng Dương Văn Minh, Minh qua Đài Phát Thanh Sài Gòn ra lệnh cho toàn thể các quân binh chủng quân đội việt nam cộng hòa phải buông súng đầu hàng giặc cộng nghe được tin dữ này đại tá phan văn huấn liền cho đơn vị gấp rút rời khỏi rừng cù mi băng rừng vượt đồi tiếp tục cặp theo quốc lộ 1, di hành về hướng nam đến quận lị thủ đức trên suốt chục đường này liên đoàn đã nhìn thấy từ hướng sài gòn về biên hòa rất nhiều nhóm thanh niên trên người chỉ mặc áo lót quần xà lòn tay thì cầm giấy tờ tùy thân chạy chân đất hớt ha hớt hải trận một vài người lại hỏi mới biết họ là lính bộ binh và địa phương quân vừa bị việt cộng bắt tước vũ khí cởi bỏ quân phục mũ nón giày vớ rồi mới thả cho về nhà sự kiện này có thể làm cho tinh thần binh sĩ liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù dao động. Tuy nhiên, vì đây là một đơn vị quân đội thiện chiến và kỷ luật, tất cả vẫn giữ nguyên hàng ngũ. Từ bộ chỉ huy liên đoàn đến các biệt đội, bốn hàng dọc ngay hàng thẳng lối chậm rãi bước đi. Từng đoàn xe Molotov chở đầy bộ đội Việt Cộng chạy song hành Chúng nhìn các chiến binh 81 biệt cách nhảy vô với những ánh mắt đầy kinh ngạc, sừng sốt lạ lùng. Là một cấp chỉ huy gương mẫu, giữ kỷ luật nghiêm minh, đại tá Phan Văn Huấn chấp hành lệnh của Tổng Tư lệnh Tối cao Quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau khi đã họp tất cả các cấp chỉ huy liên đoàn để cùng đi đến một quyết định chung. Dù vậy, đoàn quân 81 biệt cách nhảy dù vẫn hiên ngang tiếp bước trên xa lộ Đại Hàn. Đến gần trưa, khi qua khỏi lăng chú hỏa chừng 100 mét, trong khi dừng lại nghỉ ngơi gần ngã tư Thủ Đức và xa lộ Đại Hàn, thì một đơn vị bộ đội Việt Cộng đã đến gặp Đại tá Phan Văn Huấn để nhận giao nạp vũ khí. Đại tá Huấn đã nói với họ, chúng tôi đã ra đến nơi đây là chấp nhận đầu hàng chúng tôi sẽ bàn giao vũ khí nhưng mong các ông không bắt buộc chúng tôi phải cởi bỏ quân phục như một số quân nhân các đơn vị bạn đang chạy qua đây họ chấp nhận yêu cầu thế là từng chiến binh một tự tước bỏ vũ khí đạn dược nón sắt vào điểm chỉ định sau đó họ ôm choàng nhau siết chặt nhau nhiều người đã bật khóc để rồi lặng lặng ngập ngùi, chia tay phân tán mỗi người mỗi ngã. Đứng trước một đội quân đông trên một ngàn người, giữ kỷ luật trật tự cho đến giây phút chót trong đời quân ngũ, quân Cộng sản không thể không tỏ lòng kính trọng và nề phục. Dẫu sao, đây cũng là một đơn vị thiện chiến lừng danh mà bộ đội Việt Cộng đã từng kinh hãi, khiếp sợ, kiêng dè trong các trận đụng độ trên khắp các trận địa chiến trường nếu bây giờ mà không linh hoạt nhân nhượng để tỏ ra là hảo hán anh hùng thì chắc chắn rằng họ sẽ phải gánh chịu thêm một tổn thất nặng nề khi các chiến sĩ biệt cách dù từ bỏ quyết định buông súng đầu hàng quyết tử chiến một mất một còn đến giọt máu cuối cùng với bọn chúng sau đó một cấp chỉ huy của họ đến gặp Đại tá Huấn, đề nghị để họ cho xe đưa các sĩ quan của đơn vị về Sài Gòn. Không muốn để cho các sĩ quan của mình đi thất thểu trên đường về nhà, trên một lộ trình quá xa và đầy rủi ro. Đại tá đã đồng ý nhận lời. Khi vài ba chiếc xe Molotov được họ điều động đến, tất cả các sĩ quan cùng một số binh sĩ lên xe khi xe di chuyển đến làng đại học thủ đức đại tá phan văn huấn đã suy nghĩ lại không thể để sĩ quan của mình vào sài gòn bằng xe molotov của địch được việc này có thể gây hiểu lầm và cũng không mấy vẻ vang gì cho kẻ đầu hàng do đó ông yêu cầu dừng lại các sĩ quan binh sĩ rời khỏi xe cùng ôm chặt lấy nhau lần cuối rồi tự động tản hàng với nỗi đớn đau ê chề bất tận tiểu đoàn b hậu cứ an sương là một cấp chỉ huy tác chiến đã từng đầu tên mũi đạn sau khi bàn giao biệt đội để trở về hậu cứ trong trách vụ mới với một thời gian còn quá ngắn tôi khó mà quên được việc điều binh khiển tướng giữa các chiến trường phong ba bão táp thuở nào vì thế đứng trước tình hình rối ren quá ư bi đát đang diễn tiến từng giờ từng ngày một của đất nước tôi đã dành hết tâm sức khả năng kinh nghiệm để hợp sức cùng thiếu tá trần quang huế chỉ huy hậu cứ lo tổ chức phòng thủ doanh trại tung các toán tiền đồn lập các công sự tại ngã tư an sương chờ giặc đến ngăn chặn và tiêu diệt chúng không để cho chúng tiến công vào Sài Gòn một cách ngang nhiên. Bên cạnh các vị trí phòng thủ đã có sẵn của trung tâm huấn luyện Quang Trung ở ngã ba Trung Chánh, dọc theo quốc lộ 1 và trên xa lộ vòng Đai Đại Hàn. Bộ chỉ huy hậu cứ biệt cách nhảy dù cho đặt thêm các tổ Đại Liên 60, Hòa Tiện M72, Đại Bác 75 ly và Súng Cối 81 ly ngay tại ngã tư An Sương và xa lộ Đại Hàn. Trong khi biệt cách dù đang tổ chức phòng thủ, một số đông binh lính sư đoàn 25 cũng như khóa sinh của trung tâm huấn luyện Quang Trung rút chạy về đây thiếu trật tự, không cấp chỉ huy. Tuy nhiên, có một số họ dừng lại đây, tự động cùng phối hợp tổ chức phòng thủ bên cạnh chúng tôi lòng yêu nước và tự ái của người lính Việt Nam Cộng Hòa không cho rút chạy về xa hơn nữa. Ngày 29 tháng 4, 6 xe tăng T-54 Việt Cộng từ hướng Củ Chi hàng 1 trên quốc lộ 1 tiến đến, ngênh ngang như chỗ không người. Khi đến gần ngã tư An Sương, từ phòng tuyến của hậu cứ liên đoàn, hai hỏa tiến M72 bay vụt tới bắn đứt xích chiếc đi đầu chiếc xe tăng bị quay nằm ngang quân cộng sản từ các xe tăng phía sau nhảy xuống xe bố trí hai bên đường bọn chúng bắn ầm ĩ loạn xạ vừa trung liên b 40 b 41 và ak 47 vào các công sự các ổ kháng cự nằm trải dài hai bên đường và vào cả khu gia binh của biệt cách dù nằm ngay hai góc của ngã tư An Sương. Các chiến sĩ biệt cách nhảy dù và lực lượng bạn vẫn cố thủ. Đại Liên M79 không ngớt bắn vào đám địch quân. Đang cố tìm cách mở đường cho chiến xa của chúng tiến lên. Xác địch rơi rớt trên quốc lộ 1 không phải là ít. Các xạ thủ M72 bắn cháy thêm một T-54 ngay ngã tư đường xa lộ Đại Hàn và quốc lộ 1. Những quả kế tiếp chẳng mang lại kết quả, nhưng dẫu sao cũng trận đứng được phần nào bước tiến quân của địch trên đường tiến vào thủ đô Sài Gòn. Một số công sự chiến đấu bị Đại bác xe tăng địch tác xạ tiêu hủy nhiều xác chết của quân bản bị văng ra nằm ngổn ngang bên vệ đường. Xe tăng của địch tiến lên, cày lên các công sự. Bình sĩ bản rút chạy hoảng loạn. Địch càng lúc càng bắn phá dữ dội bất kể là nhà của dân chúng. Hỏa lực đại bác trên các chiến xa của địch quá mạnh và địch quân mỗi lúc mỗi đông buộc lòng chúng tôi phải rời bỏ vị trí chiến đấu bên ngoài để vào cố thủ trong doanh trại liên đoàn. Trong khi đó, một chiếc xe chip chở một vài quân nhân từ trong hậu cứ liên đoàn phóng ra. Vừa đến ngã tư Vẹo Trái hướng về Sài Gòn thì bị một xe tăng của địch quay nòng đại bác bắn theo. Một chiếc xe chip trúng đạn bay tung lên, hai ba binh sĩ trên xe đều tử trận thảm khốc. Qua sáng ngày 30 tháng 4 xe tăng bộ đội địch và du kích địa phương đã dốc toàn lực đánh vào các ổ kháng cự còn lại trong và ngoài hậu cứ liên đoàn trên xa lộ đại hàn đoạn ngã ba chợ cầu đến gần ngã tư an sương quân trang quân dụng của tân binh quân dịch trung tâm huấn luyện quang trung địa phương quân nghĩa quân tháo chạy đã cởi bỏ vất lại đầy rẫy ngổn ngang trên mặt đường đứng trước tình thế tồi tệ này, tôi dẫn số binh sĩ còn lại phá rào đằng sau doanh trại rút về hướng Sài Gòn, vượt qua cầu Tham lương đến hãng dệt Vinatexco thì gặp một tiểu đoàn Nhảy Dù đang bố trí ngăn giặc tại đây. Tôi ra lệnh cho binh sĩ dừng lại hợp tác phòng thủ cùng với Nhảy Dù, nhưng không lâu sau đó nghe lệnh Đại tướng Dương Văn Minh, Minh kêu gọi toàn thể quân nhân thầy đều tuân lệnh buông súng đầu hàng. Tất cả đều rụng rời, nhìn nhau trong nghẹn ngào, uất hận, xong tự động tan rã. Cũng trong ngày 30 tháng 4, Liên đoàn 81 biệt cách nhảy dù vẫn còn các toán thám sát đang hoạt động trong chiến khu đê. Tất cả các phương tiện liên lạc truyền tin cũng như trực thăng đều không còn nữa. Tuy nhiên, các toán thám sát vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình. Lần hồi, lương thực hết, thời hạn hoạt động của các toán cũng đã chấm dứt. Lại thêm mọi liên lạc với bộ chỉ huy đã bị cắt đứt. Các toán thám sát tự động triệt xuất khỏi mật khu theo phương cách mưu sinh thoát hiểm. Ngày 5 tháng 5, năm 1975. Hai toán khám sát lần ra đến ấp Thái Hưng, xã Đại An, quận Tân Uyên để tìm hiểu tình hình. Thì họ được dân chúng cho biết quân đội miền Nam đã buông súng đầu hàng rồi. Cuối cùng họ đành chấp nhận đầu hàng. Nhưng bọn Việt Cộng đã nhẫn tâm nổ súng bắn chết 12 người. Một số, chúng đem thả trôi trên sông bé. Số còn lại bọn biệt cộng kéo thi hài ném xuống một cái giếng khô đã bỏ hoang lâu năm mà về sau này dân chúng địa phương đã phát giác được cho dù họ đã hy sinh nhưng khí tiết tinh thần chiến đấu bất khuất kiêu hùng của họ vẫn mãi mãi sáng ngời trong trang sử 81 biệt cách nhảy dù đến ngày 7 và 8 tháng 5 năm 1975, toán thám sát của chuẩn ủy Nguyễn Sơn Phượng, biệt đội 815. Và toán thám sát của chuẩn ủy Nguyễn Minh, rút ra khỏi 9 khu đê, đã lần ra ấp Thái Hưng. May mắn, hai toán nhờ được dân chúng vào rừng làm nương rẫy, báo tin cho biết chính quyền Việt Nam Cộng Hòa không còn nữa. Toàn thể quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải buông súng đầu hàng giặc cộng vì thế sau khi hai toán đã giao nạp vũ khí bọn việt cộng có lẽ sau khi nhẫn tâm tàn sát hai toán thám sát trước đã bị đồng bào địa phương dị nghị bàn tán xôn xao nên với hai toán này bọn chúng dè dặt gọi là khoan hồng hơn chỉ bắt nhốt sau đó đưa vào tập trung trong các trại tù trên các rừng núi hoang vu để học tập cải tạo. Ngày 9 tháng 5 năm 1975, toán thám sát cuối cùng của chuẩn úy Lê Xuân Hiền, biệt đội 812, rút ra khỏi 9 khu đê khi gần đến ấp Thái Hưng. Toán này cũng nhờ qua thông tin của người dân trong vùng nên thấu đáo tình hình. Họ cải trang thường dân để bôn đảo nhưng bị bọn dân quân du kích tại đây phát hiện bắt giải giao cho chính quyền việt cộng rốt cuộc toán cũng bị bọn địch bắt đưa đi tù cải tạo khổ sai ở trại tù bình sơn nơi rừng sâu nước độc cùng với hai toán thám sát trên âu đó cũng là số phận chung của toàn thể quân cán chính việt nam cộng hòa sau ngày mất nước sau khi quân thù giặc cộng đã cưỡng chiếm miền Nam, vẫn còn những người lính biệt cách nhảy dù hoạt động trong lòng địch. Họ chiến đấu cô đơn, âm thầm để hoàn thành sứ mạng thượng cấp giao phó. Dù thượng cấp đã không còn ai và cũng không ai còn để cho họ được nhắc lại lần cuối cùng câu tâm niệm. Tổ quốc, danh dự, trách nhiệm. Không ít người đã hy sinh vào giờ thứ 25 đó là món nợ những người còn sống phải trả cho họ. Cho dù sau hơn 38 năm cuộc chiến đã trôi qua và cũng đang dần dần chìm vào quên lãng theo cái dòng chảy của thời gian. Nhưng đối với những chiến binh cầm súng chiến đấu để tiêu diệt quân thù, bảo vệ Tổ quốc, những chiến sĩ biệt cách nhảy dù đã vào sinh ra tử trên khắp các chiến trường mật khu căn cứ địa của địch thì đó là một vết thương nặng sẽ mãi mãi âm ỉ cháy bất tận trong đáy lòng họ bởi vì có biết bao đồng đội chiến hữu của họ đã hy sinh đã trở thành phế binh đang sống cuộc đời còn lại trong tận cùng đau thương khốn cùng và tủi nhục bởi vì chính họ đã dâng hiến tuổi trẻ xương máu mạng sống để bảo vệ tiền đồ tổ quốc nhưng cuối cùng họ phải đành buông súng đầu hàng trở thành kẻ chiến bại trước một bọn người vong bản vô thần và vô nhân tính lê lộ đức viết để kính dân tặng hương hồn các anh hùng tử sĩ biệt cách dù đã vị quốc vong thân